Good afternoon các bác. Bác khỏe không? Bác no chưa? Các bác ngủ đủ chưa? Nếu các bác mà ăn chưa no thì chốc nữa tối thì mình về nhà mình ăn thêm. Mà nếu mà ngủ đủ rồi thì là mình sẽ bàn nghiên cứu qua. Nếu mà ngủ chưa đủ thì chắc sau 6 giờ mình về mình ngủ chút xíu. Ngày hôm nay, cái đề tài hôm nay nó sẽ rất là dài, nhưng mà nó cũng rất là ngắn. Và cái đề tài thì nói về cái phần tiếp của cái thân trung hữu, hay là cái thân trung ẩm, là sau khi mình chết rồi đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra. Thưa các bác, cái đề tài là nói về cái quả chết, tức là sau khi mình chết rồi đó, cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Cái đề tài này nó chia làm hai phần. Cái phần lần trước nói, tháng trước nói là nói về cái lúc mà sắp chết đó, cái chuyện gì nó xảy ra. Cái lúc mà sắp chết đó, tức là cái thân tử đài của mình nó bắt đầu tan vỡ ra. Thì mình thấy là địa thủy hỏa phong không, tức là mấy cái mà tháng trước mà thầy nói đó, cái phần đó nó bắt đầu nó tan lìa ra, cho nên cái thân thì nó cứng đờ đi, đất đó, cái chất cứng nó cứng đờ ra, cái máu nó thuộc về nước đó thì nó lại không chạy, cái hơi thở là thuộc về phong là nó cũng ngừng lại, rồi cái nữa, địa thủy hỏa là sức nóng trong người mình cũng ngừng lại, lạnh dần đi, rồi cuối cùng cả là cái không, là cái tư tưởng trong mình cũng đứng lại. Thì cái đề tài đó mình đã nói rất là nhiều cặn kẽ lần trước, để mình cho các bạn thấy rằng là cái lúc mà gần chết thì có khoảng 1-2 giờ thôi đó, là cái khúc đó là mình thấy nó rất là quan trọng. Bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm mà mình hoàn toàn bị động, mình không làm được gì hết, là mình không làm được gì hết, có nghĩa là mình không còn làm chủ nữa. Cho nên cái thời gian 1-2 giờ đồng hồ đó mình không làm chủ được đó, là cái thời gian mà tại sao, và cái lý do tại sao mà khi mình tu hành đó, thì mình phải làm chủ cái cuộc sống của mình. Không phải làm chủ người khác, mình control người khác không phải là cái chuyện nên làm lắm. Nhưng mà làm sao mình làm có thể kiểm soát được cuộc sống của mình và làm chủ được cuộc sống của mình tới cái 1-2 giờ cuối cùng. Mà đó là cái đề tài không phải là chỉ có tu hành, mà đó là cái đề tài gần như là cái đề tài mà tâm linh quan trọng như của tất cả mọi người mà sống trong trái đất của mình đó, là mình có thể làm chủ được cho tới lúc mà mình nhắm mắt hay không. Thì đa số đó thì mình chỉ làm chủ được cho tới lúc 1-2 giờ trước khi chết. Nhiều khi mình bị coma thôi chịu rồi, hoặc nhiều khi mình bất đắc kỳ tử thì mình càng chịu nữa. Thế nên cái khoảng 1-2 giờ đó là cái vùng mà nó biến động vô cùng. Thế nên cái lần tháng trước đó mình dành rất nhiều thời gian để mình nói qua cái chuyện nó diễn biến thế nào lúc mà mình gần chết. Và cái lúc hấp hối đó thì mình nên làm được cái chuyện gì. Thì một trong vài cái chuyện mà thầy muốn nhắc lại cho các bạn nghe đó là cái người mà hấp hối đó bạn, thì họ rất cần là được hướng dẫn. Chứ họ, mình gọi là trợ niệm đó, thật sự ra nó chưa có hoàn toàn mang ý nghĩa mà của cái chữ hướng dẫn. Trợ niệm, trợ có nghĩa là giúp, niệm là niệm Phật dùm. Niệm Phật dùm, cái đó chưa phải là cái ý của cái người mà đang nằm chết. Cái người mà đang nằm sắp hấp hối lắm chúng đó, thì họ không phải muốn trợ niệm, họ muốn hướng dẫn. Thế đó, cái sự hướng dẫn đó đó thì nó có vài ba chuyện mình cần làm. Thì dụ như là mình nên tới người đó mình nói với họ, dạ thưa bác là hay là chị hay anh, nhất là những người thân trong gia đình mình ấy, mình nói là có cái chuyện gì mình chưa làm xong, unfinished business, có chuyện gì mình chưa làm xong thì bây giờ đó, cái ý nguyện đó thì là không làm được thì để em làm cho, hay là cháu làm cho, hay con làm cho. Thế nên cái ý nguyện đó là cái ý nguyện lưu luyến, thế nên mình phải nói chuyện với họ để mà họ có thể ra đi. Cho nên cái sự hướng dẫn nó cần một cái sự mình gọi là nói chuyện. Cho nên cái lúc mà 1-2 giờ cuối cùng cả đó, nhiều khi mà bạc biệt có nhiều người họ có cái di chúc là khi mà chết thì unplug họ đi, nếu mà có ống đó thì unplug. Thì trong cái khoảng thời gian đó mà mình unplug đó, nếu mà họ đã mê rồi thì cái đó là cái thời gian bạc nên nói, bạc nói chuyện với họ. Thì dù như là 8 giờ bạc unplug đó, thì 6 giờ bạc nói. Thì thường thường bạc biệt chuyện như xảy ra, bạc cái chuyện này chuyện sự thật mà thầy đã từng thấy. Là cái chuyện này có một cái người Mỹ đó, thì họ làm cái chuyện họ biết cái di chúc là họ sẽ nói là khi mà tôi chết thì làm bị coma thì unplug đi, chứ đừng có để cái life support, không cần làm cái chuyện đó.
Nhưng mà tới cái lúc mà như vậy thì là cái cô con gái là một người mà có học Phật pháp, và cô theo cái phương pháp của những cái người bên Tây Tạng, thì cô mới biết rằng là mình nên nói chuyện chứ không cần cái gì hơn cả. Thì cô mới lấy cuốn sách mà Tự Thư Tây Tạng đó, thì cô đi theo đó, cô nói thì hay như vậy này: 8 giờ là bác sĩ sẽ ấn plug đó, thầy không nhớ rõ sự giờ là bao nhiêu giờ, nhưng mà khoảng 4, 5 giờ, 6 giờ là cô bắt đầu cô lấy cô đọc cái cuốn đó, cô đọc, cô ngồi cô đọc 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 đó. Thì chưa tới 8 giờ, nó khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ ba ba cái ông này ông đi qua, ông bố ông đi qua. Tức là cái người 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 mà đang làm pháp hội đó, họ có thể là lắng nghe được bằng cái tâm thức, cái thần thức của họ. Mà cái kỳ này mình hồi trước mình đã giảng cho nghe rồi. Và khi mà mình mà bắt đầu mà có một cái sự mình gọi là một cái sự tiếp xúc, tức là cái tâm tình của mình, ý nghĩa của mình có thể tiếp xúc với cái người đang hấp thổi đó thường thường đó, thì mình rất dễ nói để cho họ nghe. Tại vì trong cái trường hợp mà họ nằm đó, họ không có một cái sức mạnh nào để mà kháng cự cả. Và bạn biết lúc mà còn 1-2 giờ sắp chết, không còn sức mạnh kháng cự. Cho nên những cái lời nào mà mình nói đi vào thường thường đó, họ sẽ nhận. Vì cái đó là họ không có cái choice nữa, họ chỉ nhận thôi, họ không thể kháng cự được. Cho nên cái giờ phút mà đó nó quan trọng ghê lắm. Thành nhiều khi đó mình đi vào trong một cái guồng máy, xin lỗi, một cái sự suy nghĩ rất là máy móc, là mình tới mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình gõ mõ càng to càng hay, mình đổ đập cái chuông mình đập càng mạnh, mình càng thấy là càng có vẻ là đúng đắn lắm. Nhưng mà thật sự cái đó nó không có làm cho cái người mà nằm đó đó họ cần sự hướng dẫn. Thế sự hướng dẫn nó là cái gì? Cái hướng dẫn mà quan trọng nhất là các bạn nên nhớ, bạn nên nói về những người mà đang nằm đó như vậy nè. Đấy, thưa bạn, thưa anh chị, cái người mà đang nằm đó là nếu mà các bạn anh chị nó bây giờ đó cái thân thể đang rã rời lần lần, đừng có sợ hãi, bởi vì cái bản tánh của mình là chân không. Và nói câu hỏi trước, cái bản tánh mình là chân không. Mình lúc mình chưa đẻ ra mình đã không rồi. Và bây giờ mình trở lại với cái chân không. Đó là cái đầu tiên mình phải nói. Cái thứ hai mình nói này. Bây giờ nếu mà trong cái sự mà từ từ biến mất và không còn cái sức khống chế, sức control của chị hay là của anh hay của bác nữa đó. Nếu mà mình thấy một ánh sáng nào đó mà chiếu tới đó, thì mình phải nhìn theo ánh sáng đó. Và đi theo ánh sáng đó, trở thành ánh sáng đó. Thì bất kỳ là một người Phật giáo hay là một người một tôn giáo nào khác đó, cũng sẽ thấy những chuyện như nhau là bạn. Và cái ánh sáng đó, đó với những cái người tu đó mà bạn ngồi thiền đó, thì mày bạn biết không, khi mà bạn ngồi thiền mà lâu năm rồi đó, thì khi mà bạn sắp chết còn 1 giờ đồng hồ đó, cái chuyện như xảy ra thì cái ánh sáng đó nó không phải bên ngoài chiếu vô, trong cái não bạn nó bắt đầu nó ra. Mà với những cái người nào mà ngồi thiền đó mà lâu năm đó, thì họ đều có cảm giác như vậy trước khi họ chết, mà không phải cần khi họ chết, trước lúc họ ngồi thiền đó họ thấy có một cái ánh sáng nó ra từ trong tâm của họ. Và cái ánh sáng đó đối với cái người mà không tu hành gì cả thì thấy như bên ngoài chiếu vào, mà mình gọi là ánh sáng của Phật, của Bồ Tát, của các vị mà thánh thần. Cho nên khi mà mình bắt đầu chết, bắt đầu mà khoảng đó là cái lúc mà quan trọng là mà mình hướng dẫn. Thành nói hai chuyện. Thứ nhất đó, mình nói là cái bản thể của mình là nó, mình tới là zero, mình đẻ ra là zero, và mình đi sẽ zero, mình không tất cả. Cho nên là mình đừng có sợ hãi gì cả, không có cái gì là mình mất mát đâu. Cái thứ hai là hệ mà thấy ánh sáng tới thì mình theo cái ánh sáng đó để mà đi vãng sanh, theo ánh sáng đó đi, chứ đừng có ngần ngại gì cả. Mình đi theo ánh sáng đó và trở thành ánh sáng đó. Thì thường thường như vậy ấy, thì là safe nhất. Nếu mà cái người mà nằm đó họ chỉ nghe được câu đó thôi ấy, thì coi như là mình sẽ giúp họ rất rất lớn. Bây giờ đó, cái mà sẽ trợ ngại họ là nhiều khi họ nghe rồi, cái ý nghĩa đầu tiên họ nghe, ý nghĩa thứ hai của họ là bắt đầu bị những cái thói quen, cái dục vọng, cái sự tranh chấp của nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng. Nhiều khi họ bắt đầu họ quên đi. Tại vì họ quên đi cho nên mình bắt đầu niệm Phật cho họ. Lý do mình gọi là trợ niệm đó, là bởi vì mình muốn cái tiếng niệm Phật làm cho họ không bị distract, không làm cho họ không bị gọi là phân tâm, mà họ sẽ đi vào trong cái gọi là cái ánh sáng hào quang của Phật. Cho nên nếu các bạn làm được hai chuyện đó, thường thường đó, bất kỳ một người nào đó cũng có cái khả năng vãng sinh rất là cao. Thứ nhất là mình phải tiếp xúc với cái tâm của người đó. Thứ hai là mình hướng dẫn người đó và trợ niệm. Thì khi như vậy rồi thì thường thường đó, bạn sẽ thấy rằng đó là cái cuộc sống và cái sự chết đó là nối liền cuối cùng. Vì cái bài này đó là sau khi nói chuyện hấp hối, là vì cái bài này nói về cái lúc mà thật sự là bạn không còn thân thể nữa rồi, tức là bạn sống trong cái khoảng không gian mà mình gọi là trung hữu hay là trung ẩm đó, cái khoảng không gian này. Đây là gọi về cái bài này.
Thì khi mà cái thân thể của bác nó vừa mới mắc một cái đó, ok, tao bay hiện ra. Khi mà cái thân thể mà nó biến mất rồi một cái đó, thì cái chuyện đầu tiên cả đó là mình sẽ rớt vào trong một cái mình gọi là một cái cảnh giới, một cái tình trạng gọi là non-duality hay là non-dual, tức là bất nhị. Trong cái đó là không có chủ thể, không có đối tượng, không có thân mình, không có tâm mình, nó không có cái gì chủ thể và đối tượng cả. Nó hoàn toàn nghĩa là mình gọi là bất nhị, cho nên gọi là pháp tánh hay là pháp thân, mà cũng có tương ứng với cái thế giới gọi là vô sắc giới. Nhưng mà khi mà qua rồi, trong vòng một chút tắc rồi á, thì mình bắt đầu tự nhiên là mình gọi là trong cái vòng phong thái cực này, bây giờ sinh ra lượng nghi liền, âm dương liền. Thì trong cái sự mà sáng suốt mà bất nhị đó, tự nhiên là mình sinh ra đối tượng và chủ thể. Mình nói ủa, mình ủa một cái như vậy, tức là mình bắt đầu sinh ra chủ thể và đối tượng. Thành ra trong trường hợp này đó, thì mình bắt đầu thể nghiệm cái bảo thân. Lúc này Phật Bồ Tát hiện ra phóng hào quang này. Và cái đoạn thứ ba đó, nếu mà mình không theo Phật Bồ Tát mà phóng hào quang mà theo cả ngày đó, thì mình sẽ bắt đầu đi theo một cái ánh sáng lơ mơ hơn, một cảnh giới mơ mà mơ mịt như thử là trong quán bar đó, quán rượu đó. Thì cảnh giới đó thì nó cũng vui lắm. Thành ra là mình sẽ bắt đầu đi đầu thai. Đó là cái trạng thái, ba cái trạng thái. Ok. Bây giờ thầy sẽ đi vô giải thích cho thiệt rõ từng giai đoạn một. Cái giai đoạn đầu tiên gọi là cái đoạn thể nghiệm pháp tánh, thì lần trước đó mình chỉ nói sơ qua thôi. Nhưng mà lần này mình sẽ nói rõ hơn. Nếu là pháp tánh thì bạn sẽ thấy rằng đó, nó không có hình tượng của Đức Phật, mà chỉ hoàn toàn là một cái, mình gọi là một cái chân tâm, nó không có cái trong ngoài gì cả. Đó là cái giai đoạn mà pháp tánh, cái giai đoạn mà đầu tiên cả. Cái lúc mấy lúc chết đó, thì cái năng lượng cuối cùng trong cái thức đại của mình đó, nó sẽ đi vào trong tạng thức. Cái này là cái lời cuối cùng cái bài lần trước này. Cái biên giới của mình về người biến mất, mình không còn cái biên giới gì cả, mình không còn là mình hay là người nữa, mình không còn cái tâm mình hay là cái thân mình nữa, là biến mất. Cho nên mình chỉ còn một cái dòng năng lượng thôi. Cái dòng năng lượng này nó sẽ đi vào trong trên đầu, trên trán đây này, nơi cổ, nơi ngực, nơi ức của mình, nơi bụng của mình và nơi phần dưới cùng của mình, tùy theo mình làm nghiệp gì. Cho nên thường thường đó, trong Phật giáo của mình đó, mấy bác thường biết là mình rờ cái đầu, nếu mình rờ đầu mà nóng cuối cùng cả thì người đó là người bạn sanh cực lạc. Là bởi vì đó, cái phần năng lượng cuối cùng mà duy trì cái thức đại đó bạn, phần năng lượng đó nó sẽ tập trung lại, nó coagulate lại, nó tập trung lại thành một chỗ thôi. Thế nó sẽ hòa nhập vào tàng thức. Tính thường thường cái chỗ đó nó chính xác lắm. Nếu các bác mà có người nào mất đó, mặc trong vòng 8 tiếng, nhiều khi là 10 tiếng đồng hồ đó, những người mà tố cáo đó bạn có thể thấy được cái điểm nóng cuối cùng của người thân người đó. Thì trong đời thầy thấy rất nhiều người và thầy không có người nào giống nhau cả bác. Từ cái lúc chết ấy, cái chỗ nóng cuối cùng nó không có một người nào giống nhau cả. Mà cái đó không phải là by chance, không phải là một cái mà mình gọi là ngẫu nhiên đâu. Cái đời sống của người đó. Cái chuyện này thầy đã nói lần trước thôi, thầy sẽ không lặp lại. Bây giờ trong cái trạng thái mà cuối cùng này là cái trạng thái mà độc đáo nhất, bởi vì đó nó không còn cái gì cả, nó hoàn toàn là bất nhị này. Bây giờ cái trạng thái bất nhị đó nó có những cái tên mình gọi là pháp tánh đạt ma ta, pháp tánh hay là pháp thân hay là bất nhị chân như chân tâm vân vân, nó có nhiều tên lắm. Và nó là một cái cảnh giới mà mình gọi là niết bàn. Niết bàn là một chữ khác, nghĩa là không có giới hạn, không có thời gian, không có không gian, không có quan niệm gì cả. Trong cái tâm thức này đó thì là cái tâm thức mà nó chưa ra phân biệt ra chủ thể và đối tượng, cho nên thường thường mình ở đây không lâu này, cái chỗ này vì mình không thích này, tại mình không quen biết cái chỗ đó này, cái chỗ đó mình trong lúc mình sống mình không hề biết cái đó là gì cả, cho nên thường thường mình vừa mới có cái đó thì lập tức ngay cái giây phút kế tiếp đó là mình bắt đầu sinh ra cái chủ thể và đối tượng, và mình thiết lập ra cái mình, tức là tôi này và cả bên ngoài. Và cái đó là cái mà nó xảy ra bây giờ đó. Trong khoảng không gian của tâm thức đó, thì một cái động năng quan trọng nhất đó là mình tức là cái bất nhị. I am the non-dual. Mình là cái bất nhị. Nhưng mà ngay trong giây phút đó thì đồng thời đó cũng có một cái động lực rất là mạnh trong người mình đó, là mình muốn xả bỏ cái nhị nguyên, cái đối đại. Mình ở trong cái trạng thái bất nhị, tức là không phải âm, không phải dương, mà là mình gọi là cái trạng thái mà thái cực đó bạn. Và đồng thời mình cũng muốn vắt đi cái trạng thái mà mình bỏ đi cái trạng thái đối đại là nhị nguyên.
lúc nào nó có cái tension như vậy. Nhưng bạn biết sao không bạn? Mình vừa có cái đó đó thì mình vẫn lập tức lại có một cái xu hướng mới. Cái xu hướng đó là gì? Mình muốn hướng về cái nhị nguyên. Hướng về nhị nguyên là gì? Có tôi, có người, có mình bên trong và có cái bên ngoài. Self and others, inside and outside. Nó sẽ lập tức, mà khi nó sẽ lập tức bạn thấy cái đường hướng nó mạnh không? Nó mạnh đến độ là cái anh chàng mà mình làm bất nhị đấy đó, cảnh giới đã biến mất. Bây giờ cái động năng thứ hai đó, mà mình muốn xả bỏ cái nhị nguyên này đó, cái động năng này đó, bây giờ đó, nó cũng bị một cái động năng cũng mạnh hơn nữa. Là nói là bây giờ, thôi tôi sợ mất cái tôi, sợ mất cái tôi. Tại vì mình vừa mới có cái tôi, mình buông bỏ cái tôi đâu có được, thành cái sợ mất. Cái sự sợ hãi này là cái mà quan trọng nhất của cái mình gọi là vô minh, gọi là làm mất đi cái xu hướng, mình gọi là tạo ra cái cảnh giới bất nhị. Cho nên là hai cái này nó contract, nó hai cái động lực này ở trong cái tâm thức của mình, không có hình tượng gì cả, và nó tạo ra cái chủ thể mình gọi là cái bản ngã hẹp hòi. Mà thấy cái vòng tròn không bạn? Cái vòng tròn này tức là cái biểu tượng của mỗi người mình á. Mọi người mình, con người mình giống như cái vòng tròn rồi đó. Trong lúc đó, con người thật của mình, cái bản tánh mà bản ngã thật của mình là cái gì bạn? Là cái gì? Có phải cái vòng tròn không? Nhỏ hơn vòng tròn hay lớn hơn vòng tròn? À đúng rồi, nó rộng như vậy nè. Nó không có biên giới. Nhưng mà khi mà có cái bản ngã thì có cái vòng tròn. Cho nên là mình có gì bạn hả? À, có giận nè, có tham nè, có buồn nè, có vui nè. Có vợ này, có con này, có xe hơi này, có chùa thì bạn không có chùa đâu, có nhà này, là có cửa này, có tất cả mọi thứ. Nhưng mà tất cả cái đó là mình tưởng nó nhiều lắm, tại nó đó là một cái vòng tròn nhỏ thôi, một cái giới hạn của cái bản ngã thôi. Cái này đó, mình dùng một danh từ người Mỹ dịch rất là hay, gọi là a sense of separated self, separated, nó tự nhiên nó bị cô lập ra thành một cái bản ngã. Tới lúc đó đó, là mình không có một cái chuyện giới hạn này. Nhưng mà khi mà nó contract, nó đóng lại như vậy thì mình tạo ra một cái bản ngã. Và cái đó là cái đau khổ đầu tiên của mình trong cái giai đoạn này. Tức là khi mà mình chết rồi một cái đó bạn ha, thì người ta cho mình cái niết bàn ngay trước mặt này, nhưng mình lại được không bạn? Mình không lấy nè. Tại sao vậy? Tại vì không biết. Và mình không có khả năng lấy. Tại vì lúc mình sống mình không làm chuyện gì để mà hướng về cái chuyện bất nhị cả. Cho nên là ôi chào ơi, mình mà càng có cái cặp, cái vòng tròn đó thì mình càng ngăn trở cái sự thệ nhập vào bất nhị. Rồi, cái phần này là cái phần là giải thích cho mình lúc mình sọc nó chịu khó hơn tu. Tại vì mình mà giác ngộ thì là mình thấy liền, mà không giác ngộ thì thôi chịu. À, cái pháp tánh lúc chết đó, là mình thể nghiệm ngay tức khắc. Bây giờ làm sao mình thể nghiệm ngay tức khắc được? Là bởi vì mình không có mình và không có người. Mình không có đủ chủ thể và đối tượng. Đó là cách duy nhất để mình khi mình chết đó, là mình có thể vãng sanh. Gọi là chứng niết bàn. Nhiều vị thiền sư đó, bạn biết không bạn? Họ tu rất là cao. Thì thầy có gặp một cái vị thiền sư này. Hồi thời ở Việt Nam đó, thì cái vị thiền sư này, ông nói một cái chuyện mà thầy nghe rất là đặc biệt. Thì ngài nói như vậy. Ngài nói là khi mà ta tu thiền đó thì ta đắc được cái pháp thiền, nhưng mà không thể giải thoát được này, là bởi vì còn cái thân thể. Thầy hỏi ủa không dễ giải thoát được mà còn cái thân thể, nghe không hiểu này. Thân xin thầy giải nói cho con nghe là thầy nói như vậy nghĩa là sao? Vì thầy nói như vậy này là bởi vì đó là những cái mà nghiệp chướng ở trong thân của ta đó vẫn còn. Ta chưa có thể làm thanh tịnh được cái thân của mình đấy. Nhưng mà nếu mà tiếp tục tu đó, thì cái cảnh giới đó mà đắc được đó, thì chết rồi là sẽ chứng đắc. Thì lúc đó mình bạn biết thầy mới 17 tuổi mà thầy nghe những cái chuyện như vậy đó, thì thầy chỉ ngồi gãi đầu đó, không hiểu là ông nói là cái gì đó. Thì sau khi mà thầy đi vượt biên rồi đó bạn, thì thầy bắt đầu nghiên cứu lại, quay thử là cái đề tài mà ông nói sao đó. Thì trẻ đó nó có một cái category trong cái chuyện thiền. Tức là mình có thể thấy được cái chân tâm bất nhị đó đó. Mình thấy một lần thôi. Mình thấy một lần thôi. Hay là mình gọi là mình ngộ đó ra đó thôi. Nhưng mà mình không có chứng được. Tức là một cái flash nào đó. Nhưng mình không có chứng được.
Nhưng mà có một kinh nghiệm đó rồi đó, thì thường thường đó, mình không quên được. Thì có lẽ vì thiền sư này nói với thầy như vậy là nói cảnh giới đó, đó. Nhưng mà cái hay của cái vị thiền sư này là khi ông chết thì ông khỏe vô cùng. Ông không có một cái mình gọi là cái sự mà sợ hãi nào cả. Ông không hề có một sự sợ hãi nào khi ông chết cả. Tức là những người khác là rất sợ hãi. Ông cũng chẳng có bệnh như cả ba. Ông chết mà không sợ hãi, mà không bệnh. Mà ông chọn cái sự chết của ông. Ông tìm cách, ông chọn cái chết. Tức là ông tịnh bơ mà chết.